Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra làm rõ, bắt xử lý một đối tượng từ tỉnh Đồng Nai đến Đắk Lắk gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy của người dân giữa mùa dịch. Đó là Quách Long Hải, 40 tuổi, trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Liên quan đến vụ án này, Công an thành phố Buôn Ma Thuột còn bắt giữ thêm Phùng Bá Sinh, 38 tuổi, trú tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, Hải từ tỉnh Đồng Nai đến Đắk Lắk làm thuê. Thời gian gần đây do dịch Covid-19 nên Hải thất nghiệp. Vì nghiện ma túy đã 6 năm nay, để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên Hải đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Hàng ngày, Hải đi bộ trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột. Khi thấy nhà nào sơ hở, không khóa cửa thì Hải liền đột nhập trộm cắp. Với thủ đoạn đó, từ tháng 6 năm 2021 đến nay, Hải đã gây ra 6 vụ trộm cắp 6 chiếc xe máy trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó, có một chiếc xe Hải bán cho Sinh với giá 3,5 triệu đồng. Mặc dù biết đây là tài sản trộm cắp, nhưng Sinh vẫn mua. Sau đó, lên mạng xã hội đặt mua một biển số giả để lưu thông tránh bị phát hiện. Sau khi định giá, chiếc xe Vision trên có trị giá 25,2 triệu đồng. Sau Tết thì em lên đây em có làm lan cho người ta ở trong đường Nguyễn Thị Định. Mà từ lúc dịch người ta về hết thì em không về được, Đồng Nai có dịch em không về được, em ở lại đây luôn. Từ đấy không có việc làm mà nghiện ma túy, sau đó em mới đi trộm xe để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy. Hiện đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã truy thu được 5 chiếc xe máy để trả lại cho các bị hại, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.